buổi sáng tất cả anh em yêu thích chim cảnh trong cả nước, đặc biệt là cái bộ môn với chơi thang hóc múa. Thì hôm nay sau những ngày mưa thì Sài Gòn hôm nay cũng bắt đầu có nắng trở lại rồi. Thì mình tranh thủ mình sẽ đem những cái chú chơi thang của mình ra phơi nắng và cho nó tắm anh em nha. Thì cái này là một cái chú chơi thang hôm rồi anh em mình có quay video cho anh em á, thì nó rất lông vào đâu đó khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6, khoảng ngày 5, ngày 6 tháng 6 gì đó. Nó rất lông, thì tới bây giờ là cũng được khoảng gần 1 tháng 20 ngày, khoảng hơn 1 tháng rưỡi rồi, và nó cũng đã gần như là hoàn thiện lông rồi. Thì giai đoạn này thì mình sẽ bắt đầu là vào lửa cho con này. Thì để vào lửa cho chòe thang cái giai đoạn này á, thì anh em chú ý cho mình là, tại vì con này nó cơ bản là nó khiển, cho nên là khi mà thay lông xong á thì nó cũng sẽ ngậm lửa, cho nên là nó vô lửa cũng khá là dễ. Thì mình chỉ có hai cái chú chòe thang, thì một con kia thì cái mẫu nó đẹp hơn, nhưng mà nó cũng là chim không xù, nhưng mà nó lại là khó là chậm lửa, cho nên là mình nuôi nó tính từ thời điểm nó rất lông cho tới bây giờ là khoảng 3 tháng rồi, và nó cũng chỉ hót lại lai rai thôi. Thì cái kinh nghiệm vào lửa cho chim á, cái thứ nhất là anh em không nên vội vàng, cái đó là cái điều chắc chắn, tại vì mỗi con nó có cái độ lửa nó khác nhau, cho nên anh em không thể là đánh đồng con nào cũng như con nào được. Giống như con này đi thì xong lông cái là nó chơi ngay, mình có thể khiển chơi ngay được ngay, nhưng mà giống như con kia của mình thì mình phải nuôi khoảng 2-3 tháng, thậm chí là 3 tháng, 4 tháng sau khi mà thay lông xong thì nó mới bắt đầu có lửa và nó chơi. Thì cái này anh em mình chơi thì mình phải tập cái tính, thứ nhất là tính kiên trì ha, nhẫn nại chút xíu, tại vì những cái tùy cái cơ địa của từng con chim, rồi tùy cái tính của từng con, thì có con sẽ vào lửa nhanh, có con sẽ vào lửa chậm, cho nên anh em mình chú ý là mình đừng có vội vàng gì hết. Thì cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em là cách lên lửa cho những con chòe thang này. Thì cái đầu tiên là nắng sáng anh em, thì sau cái mùa lông thì tất nhiên là những con chim này nó rất là cần nắng, thì khoảng 30 tới 45 hoặc là một tiếng nắng sáng sớm thì nó cực kỳ tốt cho cái sự phát triển về bộ lông. Cái thứ nhất nó làm cho cái con chim, cái lông con chim là thứ nhất là nó cứng trở lại, cái thứ hai là nó giúp cho cái bộ lông ôm sát, và con chim bắt đầu nó sẽ nạp lửa, nó có vitamin từ nắng, cho nên nó sẽ giúp cho quá trình trao đổi chất nhanh hơn, anh em cho ăn cho uống thì nó sẽ hấp thụ chất tốt hơn, chính vì vậy cho nên là quá trình vào lửa của nó sẽ nhanh hơn. Thì buổi sáng á thì giống như mình, thì giống như mùa hè thì anh em chú ý là mình, hoặc là mùa này đi thì anh em chú ý là mình phơi nắng cho chim khoảng đâu đó khoảng 7 giờ tới 8 giờ hoặc là 7 rưỡi tới 8 rưỡi, là vào những cái thời điểm mà nắng sáng sớm nó không có gắt đó, thì cái lượng tia cực tím nó ít đi thì anh em sẽ cho nó phơi. Tại vì cái bộ lông thực ra là sau khi thay lông thì cái lông nó vẫn chưa thực sự hoàn thiện, anh em mà phơi nắng trưa nắng gắt quá thì có thể làm hư lông. Nhưng mà ví dụ như một số anh em lại không có điều kiện phơi nắng sáng thì mình có thể tranh thủ nắng chiều khoảng 4 giờ 5 giờ mình phơi 10-15 phút cũng được. Thì có cái đó là cái giải pháp là mình chống chế thôi, nhưng mà thực chất là cái nắng sớm buổi sáng nó cực kỳ tốt cho cái quá trình hình thành bộ lông con chim. Cho nên là những cái chú chòe thang của mình thay lông ra thì con nào nó cũng lông nó cũng ống mượt, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái màu lông nó rất là đẹp, màu lông nó màu xanh tím ha, xanh màu đen, có cái ánh đen mà pha màu xanh pha ánh xanh, thì cái đó thể hiện là trong quá trình nuôi lông của mình là mình nuôi lông con chim nó đạt. Thì con này thì nó xong lông rồi thì nó ngậm lửa luôn đó. Cái điều thứ hai là về mồi tươi, thì vào cái thời điểm này thì anh em chú ý cho mình là mình tăng cường mình cho ăn cào cào nha đó, mình hạn chế cái số lượng dế, và vào mỗi buổi chiều thì anh em mình chú ý là mình cho ăn thêm khoảng 1 tới 2 thìa cà phê sâu sữa, sâu thái. Cái thứ nhất cái loại sâu đó là giúp cho chim nó có một cái lượng mồi tươi để nó ngủ qua cái đêm. Cái thứ hai là nó không có gây kích nóng, không có gây cái hiện tượng là bể khoen, hay là không có gây cái hiện tượng là nóng bức ép chim ha. Thì anh em chút xíu nữa mình sẽ quay clip là những cái đồ ăn mình đang sử dụng cho chim để giúp cho anh em là mình có được một cái nhìn tốt nhất. Đó, một cái điều nữa là bây giờ là trong tới cái quá trình là mình tắm thì vào thời điểm này anh em cứ tắm cách ngày giùm mình, một ngày mình cách một ngày là mình tắm một lần, cách một ngày mình tắm một lần ha. Thì bây giờ mình sẽ đem cái bạn chòe thang này đi tắm cho anh em xem. Quá rồi, bây giờ đuôi nó qua lòng tắm cũng cực nữa. Đó,
để nó đi, nó sẽ tự qua nó tắm nha anh em. Thì anh em chú ý cho mình là cách một ngày mình tắm một lần ha, cách một ngày mình tắm một lần. Khi tắm thì anh em chú ý vệ sinh bố lồng sạch sẽ các kiểu, tạo điều kiện nuôi cho con chim nó tốt nhất, thì lúc đó nó mới thể hiện cái, nó mới phát huy được cái năng lực của nó mới phát huy được toàn bộ cái tố chất của nó ha anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi mình sẽ quay cho anh em là vào chế độ mà lên lửa thì những cái chú chim nhà mình nó ăn cái gì. Thì cái này là một cái hai cái khẩu phần ăn của hai cái chú vịt than của mình. Thì tại vì hai con này nó đều thì lâu xong rồi cho nên mình sẽ tiến hành là cho ăn nhất dế lại, một ngày mình cho ăn khoảng 50 con thôi. Đó, còn lại thì mình sẽ cho ăn cào cào là chủ yếu. Thì cào cào anh em có thể sử dụng cào cào non hay là cào cào dài gì đó thì tùy cái khu vực của anh em nha, tùy điều kiện của mình thì cái nào cũng được hết. Thì anh em chú ý là mình cho ăn thì mỗi ngày mình cho ăn khoảng một bịch giống như thế này đó, đó cái kết hợp với lại dế đó. Đồng thời là nếu như anh em mà có sâu thái thì buổi chiều anh em mình kết hợp cho ăn thêm sâu thái nha, thì để mình thì cho ăn khoảng cỡ 10-15 con gì đó là ok cho một cái suất ăn mỗi ngày với một con rồi. Còn sâu thái nha anh em, cái này là nó là một cái loài khác, nó không phải là sâu quy, cũng không phải là sâu trung, không phải là sâu cho cá rồng. Thì đặc điểm của con này thứ nhất là nó sống dài hơn những cái con sâu kia, nó không ăn thịt lẫn nhau và chim ăn cái con này thì nó không có bị kích nấm nhiều. Thì anh em chú ý là anh em thể lên mạng search mua cái sâu thái này nó có khoảng 200-220 gì đó một ký, tùy ký nó bán nha anh em. Ký là nhiều lắm, anh em ăn chắc phải cả tháng, nếu như nuôi 5-7 con thì anh em ăn cả tháng. Cho nên là anh em có thể là mua cái này về trữ, mình có thể bỏ cắm gà gì đó để mình trữ nó. Cái này là mình có một cái khay lớn mình nuôi thì mỗi lần cho ăn thì mình đem ra cái khay nhỏ như thế này để ở dưới nhà thì mình cho ăn khoảng 5-3 ngày gì đó. Đó, sau đó hết thì mình lại lấy tiếp. Nên là anh em mình chú ý là mình có thể sử dụng thêm cái này vào buổi chiều để cho cái than nó có giữ ấm cơ thể nó vào ban đêm và nó mau tiên lửa ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Nếu anh em thấy video này hay thì like và subscribe kênh giúp mình nha. Cảm ơn anh em.